Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Trí sinh năm 2000 và Lê Quốc Ti sinh năm 1999 cùng trú huyện Chợ Mới để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo cơ quan điều tra, ngày 18 tháng 8, Nguyễn Minh Trí đến nhà Lê Quốc Ti chơi và mượn xe máy chạy về nhà. Khi đến xã Long Điền B, huyện Chợ Mới thì xe bị hư nên Trí bỏ xe lại. Lúc này Trí phát hiện một xe máy gắn sẵn chìa khóa trong một căn chòi gần đó, không có người trông coi nên đã đột nhập lấy trộm chạy về nhà Ti. Chạy được một đoạn đến khu vực ấp Long Quế 1, xã Long Điền B thì thấy một trại mộc không có người trông coi. Trí tiếp tục đột nhập lấy trộm nhiều máy và dụng cụ sản xuất đồ gỗ. Trí mang tài sản trộm được về nhà Ti cất giấu, sau đó cả hai đem bán lấy tiền tiêu xài. Nguyễn Minh Trí và Lê Quốc Ti vốn là hai đối tượng nghiện ma túy.